Nếu các bạn muốn biết chiếc máy tính bảng iPad Pro nào đang có mức giá rẻ nhất, thì đây chính là câu trả lời cho các bạn. Đây là chiếc máy tính bảng iPad Pro 9.7 inch, có dung lượng là 32GB Wi-Fi 4G, đang có mức giá rẻ nhất, và chúng ta sẽ cùng tham khảo các sản phẩm này. Phiên bản này có mức giá là 7.750.000, và trong đây thì chúng ta sẽ có các cái thông tin liên quan đến cấu hình của sản phẩm. Phiên bản iPad Pro 9.7 32GB Wi-Fi 4G có 4 loa, 2 loa dưới và 2 loa trên. Camera thì lồi ra như này. Ở đây là phần đèn flash. Màu thì sẽ có lựa chọn cho màu xám, màu trắng và màu vàng. Và với phiên bản iPad Pro 9.7 thì chúng ta sẽ có cái hàng đã qua sử dụng. Các bạn có thể truy cập vào website uscom.vn hoặc là nhấn vào đường link ở phía bên dưới để tham khảo sản phẩm này. Phiên bản iPad Pro này thì sẽ được bảo hành lỗi đổi trong vòng 1 năm. Các bạn quan tâm thì có thể qua trực tiếp shop Uscom, địa chỉ số 12 phố Yên Lạng, Đống Đa, Hà Nội để tham khảo sản phẩm này. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới.